chào quý khách hàng. Tôi là Nguyễn Ngọc Ánh, là trưởng phòng kinh doanh của công ty cổ phần bất động sản Roren miền Tây. Kính thưa quý vị, tôi lại tiếp tục công việc review bất động sản Cần Thơ, cụ thể là dự án Stella Mega City. Hiện tại, do tình hình Covid diễn biến phức tạp nên việc tôi gặp khách hàng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Chính vì vậy mà từ giờ tôi sẽ thường xuyên quay các video chân thực nhất về dự án để gửi tới quý khách hàng. Vâng, hiện tại vị trí tôi đang đứng là công viên Zen Garden nằm ngay tại cổng dự án và mặt tiền đường Đặng Văn Đầy với thiết kế tâm điểm là hồ cá koi với hồ nước và hai chú cá koi xứ rất là đẹp với thảm cỏ trải dài và đường lát đá xung quanh công viên. Dự án Stella Mega City tọa lạc tại mặt tiền đường Đặng Văn Đầy, kết nối hai trục chính là đường Võ Văn Kiệt và đường Lê Hồng Phong của quận Bình Thủy. Nằm ngay sát sân bay quốc tế Cần Thơ, trung tâm hành chính quận Bình Thủy đã đi vào hoạt động. Stella Mega City được đánh giá là sở hữu vị trí vàng vô cùng đắc địa tại thành phố Cần Thơ. Dạ vâng ạ, thế xin mời quý khách hàng hãy cùng Ngọc Ánh đi trải nghiệm thực tế của dự án nhé. Vâng, hiện tại vị trí tôi đang đứng là cổng chào trên trục đường chính Đặng Văn Đầy. Phía trước tôi đây là trục đường Võ Văn Kiệt với lộ giới 50m gồm 6 làn xe kết nối từ sân bay đưa khách hàng về với thành phố Cần Thơ. Chỉ có 15 phút di chuyển. Dự án được giới chuyên gia đánh giá là có vị trí chiến lược cực kỳ quan trọng nằm ngay trên quỹ đất vàng với vô vàn các tiện ích nổi bật. Với quy mô 150 ha, sở hữu mật độ xây dựng với 40%, có tới hơn 10.000 cây xanh, 4 công viên lớn nhất Cần Thơ, tất cả sở hữu hạ tầng hoàn thiện đến 95%. Vâng, tiếp theo tôi sẽ đưa anh chị tham quan dãy shop house nằm trên trục đường chính Đặng Văn Đầy 36m, gồm 2 làn xe và 4 làn đường. Dãy shop house được thiết kế với 5 tầng đầy đủ màu sắc, đa dạng với những thương hiệu thời trang cao cấp, hệ thống ẩm thực nổi tiếng, nơi mà cư dân có thể thỏa sức mua sắm và tận hưởng hương vị ẩm thực độc đáo trên khắp mọi miền của Tổ quốc Việt Nam. Đại đô thị Stella Mega City được tập đoàn Kita Group phát triển mạnh mẽ với thiết kế 4 công viên xanh như công viên Zen Garden, công viên nước, công viên vòng xoay nhạc nước, công viên xanh trẻ thơ mang đến cho khách hàng và cư dân không gian sống tươi mát, trong lành và thoáng đãng. Dự án Stella Mega City Cần Thơ với mong muốn kiến tạo một khu phức hợp với đầy đủ tiện nghi theo tiêu chuẩn 5 sao như trung tâm thương mại, hội nghị, trung tâm dịch vụ thương mại hàng đầu, khu liên hợp thể thao, trung tâm tổ chức sự kiện, công viên xanh, quảng trường, khách sạn 5 sao, sân tập golf lớn nhất của miền Tây. Ngoài các tiện ích kể trên, Stella Mega City còn sở hữu một tiện ích lớn mang tầm cỡ quốc gia là khu di tích lịch sử Đền Hùng, là một giá trị văn hóa du lịch. Sắp tới sẽ thu hút rất nhiều khách hàng về đây để tham quan du lịch tâm linh và đây cũng chính là yếu tố giúp thúc đẩy tiềm năng tăng giá của bất động sản tại đây. Thưa quý vị, hiện tại vị trí tôi đang đứng là phân khu đang mở bán với đường nội bộ rộng 14m, 17m và 25m với vỉa hè lát đá, hệ thống điện âm và cây xanh với mức giá đầu tư chỉ 21 triệu đồng trên 1m2, đồng thời với chính sách bán hàng rất đa dạng tạo điều kiện cho mọi khách hàng muốn sở hữu cho mình một lô đất tại đây. Dự án có sự kết hợp của ngân hàng PVBank, do đó khách hàng sẽ được ngân hàng hỗ trợ vay vốn tới 70% giá trị hợp đồng. Ngoài ra, khách hàng còn được ân hạn nợ gốc lên đến 12 tháng và được chủ đầu tư Kita Invest hỗ trợ cho khách hàng 100% lãi suất vay trong vòng 12 tháng. Thêm vào đó là các chính sách vô cùng hấp dẫn khác như có sổ đỏ rồi mà vẫn được chính sách trả chậm trong vòng 25 đợt, mỗi đợt chỉ có 1%, chiết khấu 6% cho khách hàng thanh toán sớm và cam kết 100% lô đất đã được tách sổ. Vâng, với những tiện ích nổi bật vừa nêu trên, quý khách hàng hãy nhanh tay sở hữu cho mình một lô đất ngay tại dự án mang vị trí đẳng cấp và chiến lược này. Vâng ạ, thì nếu mà khách hàng vừa nghe các thông tin mà tôi chia sẻ mà muốn đầu tư một lô đất tại đây thì hãy liên hệ ngay với Ngọc Ánh theo số điện thoại 0918 134 286. Cảm ơn khách hàng đã xem video và hẹn gặp lại ở các video lần sau. Tạm biệt!